Hôm nay buổi chiều mùng 8 tháng 3, mình Phiêu đang có mặt trước nhà Hoa Sứ tại địa chỉ 250 Cống Quỳnh, quận nhất. Mấy anh em hội Phượng Bến Thành dẫn các chị em đi ăn tại nhà hàng Hoa Sứ nha. Rồi mời các bạn theo dõi chương trình. Mấy anh dẫn mấy chị đi nhà hàng Hoa Sứ. Rồi hôm nay ngày 8 tháng 3 đó. Múa, muốn múa cái gì á thì về nhà múa, đúng không? Múa gì về nhà múa. Hôm nay ngày vui của chị em mà quay phim nè, những gương mặt xinh tươi nè. Hôm nay là ngày 8 tháng 3, chúc cho mấy chị ở chợ Bến Thành nha, xinh như hoa, trẻ mãi vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc nha, ngập tràn trong ngày vui hôm nay. Thả tim đi, thả tim, thả tim đi. Rồi. Đó, những gương mặt xinh tươi. Đó. Cười lên, cười lên, thả tim đi. Những gương mặt xinh tươi hoài. Hôm nay ngày vui của các chị em hội chị em được. Nay mới ngày đầu tiên đi làm gõ cầm tay á. Tập trung quay quần bên nhau. Đó. Nãy giờ chị làm. Hôm nay ngày 8 tháng 3. Phụ nữ Việt Nam đi ra đi vào á. Nhiều sức khỏe, chúc mừng sức khỏe ngày chị em ngày phụ nữ. Bữa nay cho mấy chị nằm trên đi, muốn nằm đâu muốn nằm đâu nằm. Chúc mừng là phải chúc mừng năm mới luôn, kêu mẹ tân niên này được học mặt đầu đầu năm đó, tân niên nó được dạ. Rồi bữa thiếu còn thiếu bữa đi vô à, bữa thiếu. Thứ nhất là phải là thanh niên năm nay ráng cố gắng làm sao sức khỏe dồi dào, đúng rồi, đúng không, an khang thịnh vượng, thành công mới, đạt nhiều thành quả tốt đẹp, có nhiều tiền để được đi ăn uống lúc nào mấy chị mấy em cũng đẹp. Rồi chúc mừng nha, chúc mừng, chúc mừng, 1 2 3 vô, chúc mấy chị ngày càng xinh đẹp trẻ mãi ha, luôn luôn hạnh phúc. Nhiều tiền cũng phải có nhiều chiên, nhất là vợ. Nè, tấm này lúc này là vừa người nè chị. Tấm này vừa người nè, đúng. Thấy giống ai không? Giống Đàm Vĩnh Hưng. Đúng rồi, giống Đàm Vĩnh Hưng. Thấy giống ai không nữa? Mấy chị tung cánh bay luôn, bồ câu tung cánh bay nè. Bên đây là rau hu quẹt đó, rau hu quẹt. Nhưng mà cái câu khu vực đây ngon mà. Gấp chơi test thử đi. Đây là món hủ tiếu áp chảo nè, có nước sốt của nó nè. Kêu nó để ngoài ăn xong. Nè, chiếu đi, chan lên. Đó, nó sát chiếu. Chan lên mới ngon nè cưng. Chiếu đi cưng. Mà sáng có sao, sao đâu. Sao đi, có sao đâu. Chị sáng có sáng có sao đâu. Nhìn nó hấp dẫn rồi, không hấp hả? Dẫn hoa tôm nha, mực nha. Anh ăn cái gì anh? Lấy gì cưng? Đây là cá đầm nó hấp dẫn không? Lẩu Thái Lan. Nè món lẩu Thái Lan hấp dẫn luôn. Miếng tôm mực nhìn hấp dẫn không? Bí là cái đôi bí chiên giòn. Vừa bệnh quản, vừa biểu tình, vừa tùm lum, nó sướng gì đâu. Nó lúc nào cái gì nó cũng hay mặt hết trơn. Đúng không? Cái gì nó cũng à, cơm chú là tùm lum đó ba. Nghe vậy. Đó có kẹt, thấy sao không có đứng đường đi. Này người phụ nữ đám đang trong ngày nè. Xa rồi á. Nhiều người phụ nữ phụ nữ phụ nghiêm nghiêm trọng như vậy, cười lên nó ơi. Ông là ông hẹn ốc là ông
là phụ nữ đảm đang nhất của ngày. Bữa mùng 1 đâu, nhưng mà bác nhắc chưa à? Nó bác nhắc chưa, nó đâu có chiều đâu. Không, không, không. Rồi ăn uống no say rồi về nha, bye bye nha. Rồi bye bye. This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface.